Hôm nay Lý Biêu lại lên hàng và giới thiệu cho các bạn một chiếc máy ảnh của hãng Casio, tên em ấy là Casio Air Slim EX H15. Đây là một chiếc máy được thiết kế rất là thời trang, kiểu dáng rất là đẹp, rất là xinh. Máy có độ phân giải là 14 megapixel, đủ mạnh mẽ để các bạn chụp được những bức ảnh có chất lượng cao. Ngoài ra máy này có chức năng quay phim với khả năng quay phim là chuẩn HD. Máy có các chế độ chụp ảnh auto, chế độ program. Ngoài ra ở chế độ Shot thì máy được thiết kế với khoảng hơn 40 chế độ chụp ảnh chuyên biệt được nhà sản xuất thiết lập sẵn. Điểm mạnh của chiếc máy này là được thiết kế khả năng zoom 10x. Với thông số zoom 10x thì các bạn có thể đứng và zoom từ xa để có thể chụp được những khung ảnh mà bạn yêu thích. Máy có màn hình LCD 3 inch giúp cho các bạn xem lại những bức ảnh được chi tiết và rõ ràng hơn. Ngoài ra máy có chế độ make up tức là chỉnh mịn da thì rất là thích hợp đối với các bạn nữ khi mà chụp chân dung. Đây chính là những lý do mà mình thấy là các bạn nữ luôn yêu thích những dòng máy ảnh Casio bởi những chiếc máy ảnh Casio chụp cho một cái làn da trắng hồng đẹp tự nhiên. Khi các bạn có mua máy trên kênh của máy ảnh Lý Biêu thì được tặng kèm đầy đủ phụ kiện gồm có máy, pin, sạc pin, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ nhớ, dây đeo và kèm theo đó là những clip hướng dẫn sử dụng giúp cho các bạn kiểm soát được máy và sử dụng máy một cách dễ dàng. Tất cả các máy ảnh trước khi ship đến tay khách hàng đều được bên mình kiểm tra kỹ lưỡng. Ngoài ra bên mình đều có chế độ bảo hành hậu mãi đầy đủ, do đó các bạn cứ an tâm khi giao lưu với mình nhé.